Chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay lại kênh Tí Vlog. Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi săn nha. Nói đi săn nghe nghiêm trọng, thật ra là săn sale á. Ở siêu thị Nhật á là tầm 7 giờ người ta bắt đầu sale mấy cái đồ ăn như là thịt cá nè, cơm hộp nè, rau cũng có nữa. Tầm giờ chiều trở đi á là người ta bắt đầu sale như là 20% nè, 30% nè. Rồi đến 7 giờ tối á là người ta sale khoảng 50% luôn á. À, bên kia đường là cái phố Trung Quốc trong cái video trước mình quay á. Và đây cũng là cái công viên mà mấy năm trước là người ta làm cái treo mấy cái lễ hội lồng đèn ở đây luôn nè. Nhưng mà năm nay dịch quá nên người ta không có làm gì hết á. Giờ người ta chỉ để mấy cái ghế cho mình ngồi thôi à. Giờ đi bộ vào cái công viên này là tới cái siêu thị mua đồ ăn á. À, một điều đặc biệt nữa mình nói luôn là người ta vẫn còn sử dụng mấy cái điện thoại công cộng như vậy nè. Mình bỏ tiền vào đó là mình gọi được trong nước và nước ngoài luôn á. Đã tới cái siêu thị mình mua đồ rồi nè. Là siêu thị Aeon, giống như cái Aeon ở Bình Tân nữa. Ở đây bán đồ ăn rẻ lắm. Thịt, cá, rau, bánh, kẹo rồi mấy cái đồ ăn mà cấp đông á. Rồi trái cây cũng rẻ luôn nữa. Cherry Mỹ nè, nho Mỹ, rồi mấy cái trái thơm của Philippines rồi đó. Nhiều hôm nho với cherry á có 200.000 một ký thôi à. Hồi còn đi học á là mỗi ngày đi học về đều ghé ngang siêu thị này nè, mua đồ ăn về để tối ăn. Tại vì ở một mình á nên phải tự nấu ăn, rồi cái gì cũng tự làm hết trơn. Nhớ hồi trước á, lần đầu tiên nấu ăn á, anh kia nói là ủa nhà mày bán nước mắm hay sao đồ ăn mặn dữ vậy. Tại vì nhỏ lớn có nấu ăn gì đâu, toàn là mẹ với chị hai nấu cho ăn không à. Đụng cái ra nước ngoài sống một mình rồi tự bơi luôn. Rồi giờ mình bắt đầu mua đồ ăn nha. Mình đi ngang quầy trái cây trước coi có gì ăn không. Hôm nay không thấy nho với lại cherry à. Có bưởi nè, mà bưởi hôm bữa ăn rồi không ngon, chua lắm, không bằng 1/10 bưởi Việt của mình nữa. Hiện tại bên đây đang là mùa đông nè nên rau rẻ lắm, nhưng mà rau mắc nhất á vẫn là trái cà chua. Một trái cà chua là 20.000 tiền Việt mình luôn á. Bởi vậy khi làm món cá sốt cà là tiền mua cà mắc hơn tiền mua con cá luôn. Rồi để qua cái khu vực bán thịt coi có thịt gì mua không. Mấy cái thịt gà, thịt heo này kia đó. Rồi thịt bò nữa. Ở đây có bán thịt bò Úc nè, bò Mỹ nè. Nói chung giá nó cũng rẻ. Mấy cái thịt bò làm bít tết á là tầm 400-500.000 một ký à. Nếu đi mà may mắn ngay cái giờ giảm giá thì sẽ còn nửa giá thôi. 300-200. Để mình lượn qua một vòng xem trước coi có cái gì không, rồi xong mình quay lại mình mua sau. Cái nấu đen đang đứng dán giảm giá đó. Mọi người cũng đang đứng chờ nè. Rồi mình cũng lấy được mấy bịch gân bò nè, rồi đùi gà nữa nè. Này đùi gà người ta cắt sẵn ra rồi á, về mình chỉ việc nấu thôi. Rồi cuối cùng mình cũng săn được mấy cái thịt bò, thịt gà, rồi rau, mì tôm. Mua nhiêu đi thôi á, đủ ăn cho mấy ngày luôn á. Hiện tại đang nghỉ dịch á, nên có thời gian đi siêu thị giờ này nè. Chứ bình thường đi làm 9-10 giờ tối mới về, đâu có thời gian đâu mà đi siêu thị giờ này đâu. Bây giờ đang chờ cô này tính tiền nè. Nhìn sơ sơ thì chứ cũng mua cũng nhiều đồ quá trời luôn. Mình cũng có mua đồ nấu cái lẩu ruột bò, mai nấu cho mọi người xem. Tại bây giờ đang ở nhà nghỉ dịch nè, nên làm mấy cái video này nè, chia sẻ lại cho mọi người xem cuộc sống ở đây như thế nào. Mọi người xem á, thấy chỗ nào chưa ok thì cứ góp ý cho mình nha. Mình cũng mong nhận được nhiều góp ý của mọi người để có thể ra được một cái video hay nhất có thể. Giờ cuối cùng mình thanh toán nữa là xong rồi á. Mình thì hay thanh toán bằng thẻ. Vì ở đây người ta vẫn còn xài mấy cái đồng tiền chì á. Mỗi lần mà thổi tiền á là bỏ nặng túi lắm luôn á. Vừa qua là cái video mỗi lần đi siêu thị của mình đó. Rồi bây giờ mình về thôi. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Mọi người nhớ bấm nút theo dõi. Nếu thấy hay thì bấm like video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.